Ladies and gentlemen, chào mừng các bạn đến với ngôi nhà của Tùng Nguyễn. Vâng, thưa các bạn, đây là kênh YouTube, đây là khóa học Tùng có thể nói là gì? Số 1 của Việt Nam, là kênh YouTube khác biệt số 1 của Việt Nam, hiệu quả số 1 của Việt Nam, nhiều năng lượng số 1 của Việt Nam và dành cho những bạn bị chứng cân, khó giảm cân và béo lâu năm, cần người đồng hành đi cùng, cần người tạo động lực đi cùng, cần người thay đổi lý trí của mình đi cùng. Đó là kênh của Tùng Nguyễn đây. Và thưa các bạn biết không? Khi tham gia khóa học của Tùng Nguyễn, đa phần là các chị em. Các bạn, các chị em có biết là phụ nữ được nam giới, được các đấng mày râu thích nhất 3T, đấy là gì không? Thứ nhất, thích phụ nữ phải có sức khỏe. Bác Hồ nói rồi, chúng ta có sức khỏe, chúng ta sẽ làm lành mạnh được cho cơ thể, chúng ta có tư duy, chúng ta có thể kiếm được tiền và giúp những người xung quanh. Ngoài sức khỏe ra, chúng ta cần phải gì? Chúng ta cần phải có body đẹp, chúng ta phải có mũi bụng, phải nói chung là phải có body đẹp. Các bạn đừng có bao giờ tin rằng cái thằng bên cạnh của các bạn nhìn một bạn béo là bạn bảo em là đẹp nhất thế gian này, tát vào mặt nó cái tin. Vì thế này, nó sẽ xem TikTok đó, nó xem những con có mũi bụng, nó xem những con mông to đó, có thể nó yêu các bạn nhất nhưng nó sẽ vẫn thích những đứa người đẹp, kể cả như các bạn thế thôi. Các bạn chắc chắn sẽ thích những bạn size 6 múi, những người có body hình thể đẹp hơn là những ông bụng phệ, đúng không? Không thể giấu được đâu. Và thứ ba, đàn ông cực kỳ thích cái vấn đề này, đó là gì? Thích cái gì ở chị em phụ nữ đó? Nước nôi, tràn trề, đầm đìa, ok không? Và tham gia khóa học YouTube của Tùng, các bạn sẽ được khỏe hơn, đúng không? Rất nhiều kênh YouTube của Tùng comment là chúng ta, em đã được hết bị đau lưng, em hất khớp gối, em đi cầu thang ngày xưa rất là mệt, bây giờ em để tập được bài tập của anh Tùng, đấy là khỏe hơn. Thứ hai, các bạn đẹp hơn rất là nhiều, hàng nghìn feedback đến với cho Tùng, nhìn thấy các hình thể, những mũi bụng đang dần dần được hiện ra và mông tăng, mỡ giảm vô cùng. Còn vấn đề về nước nôi đầm đìa thì hàng ngày nói thật với các bạn là Tùng gián tiếp được nhìn thấy rất nhiều các chị em tung tóe nước nôi, mặt mũi đầm đìa mồ hôi, thảm ướt sũng, chân tay ướt, rốn chiếc ướt sũng mồ hôi, đại loại là áp cho Tùng nhìn thấy. Và đó, Tùng đang giúp chị em trở thành những thứ 3T mà đàn ông thích nhất, được mọi người yêu thương hơn, khỏe hơn và có cuộc sống lành mạnh hơn. Không cần nói nhiều nữa, hãy đăng ký khóa cướp online của Tùng Nguyễn. Tùng hứa sẽ làm các bạn được thành 3T. Yes, tập luyện đi. Yeah. Một, bắt đầu, khởi động đi. Ôi, ok, chúng ta bắt chéo chân ra 30 giây. Chúng ta luôn luôn khởi động khoảng tầm 2 đến 3 phút trước khi chúng ta vào trận chiến giảm cân. Chúng ta cần phải làm nóng cơ thể, cần phải làm nhịp tim đập tăng lên hơn, ok chưa? Và kích hoạt cái tinh thần của chúng ta. Yes. Các bạn nhớ công thức của Tùng nói nhá, nước chỉ sôi khi 100 độ. Bài tập của Tùng chỉ hiệu quả khi đạt 100%, còn nếu nó 99% thì nước nó cũng chỉ là nước nóng thôi. Bài tập của Tùng không thể là các bạn tập phần hết cả. Yes. Một, rồi, jumping jack. Hôm nay chúng ta cần phải đạt được nửa cân, 1 cân trong ngày hôm nay với anh Tùng Nguyễn. Sáu, năm, bốn, ba, hai, một, hết giờ, xong cơ. Bắt đầu, rồi, bây giờ chúng ta sẽ khởi động phần háng của chúng ta. Không phải dạng vừa đâu, dạng háng rộng luôn, tăng háng rộng luôn. Music có Sơn Tùng MTP, Fitness Cardio có Tùng Nguyễn, Tùng Pháo Đùng. Nổ đùng đoàn luôn. Cố lên nào, 5 nào, 4 nào, 3 nào, 2 nào, 1 nào, 0 nào.
1 bắt đầu. 1 nào. 2 30 giây. Yeah, chúng ta đang đi bài khởi động thứ 3 của chúng ta. Làm nóng cơ thể của chúng ta. Vào hưng phấn quá. Không điều hòa được nhịp tim. Rồi ôi, nhịp tim nó tăng luôn. Nhưng mà không bỏ cuộc. Tất cả cũng vậy. Giảm mỡ là thế. Chúng ta bỏ cuộc. Chúng ta đầu hàng với bản thân. Đầu hàng với cái não. Chúng ta là kẻ thất bại. Chúng ta không thất bại. Yeah. Một, bắt đầu, đá. Bài cuối cùng, chúng ta căng cái cẳng chân ra. Yeah. Giống hình tung, giống chèo thuyền không ạ? À. Giống như cả một đội đang chèo thuyền với nhau. Văng chân ra. Cảm giác sút vào mông thằng nào bằng ghét. Sút vào mông về mỡ. Không sút được vào mông. À. Sút vào mông thằng nào bằng ghét. Sút vào mông con nào ghét. Sút thứ nào bảo mình béo. Lên. Sút. Ok. Một. Bắt đầu. Bài tập. Bài giãn cơ. Sút vào mông mình. Đứa mình ghét. Bắt đầu. Yeah. Ôi. Sút vào mông này. Thằng nào bảo tao béo? Hay là bản thân mình tự sút vào mông mình? Bởi vì mình chưa có đủ động lực. Vượt qua bản thân vẫn luôn luôn là khó nhất các bạn nha. Nhưng khó thì mới có anh Tùng đồng hành cùng bạn. Yeah. Khó thì mới có anh Tùng. Yes. Ok. Một, bắt đầu. Hôm nay chúng ta tập thể loại cardio hit. Yes. Wow. Đã trên con thuyền đánh đuổi giặc mỡ. Ôi người yêu, nắng mưa không ngại, vẫn phải tập đều nhã mọi người. Những giọt mồ hôi rơi đầm đìa. Một, bắt đầu. Tốt rồi các bạn ơi. Yes. Nói thật là Tùng đang quay liền một lúc 5 video, phục vụ cho 5 ngày. Thành ra đến thời điểm này là năng lượng của Tùng gần như bị suy kiệt. Tùng quay liên tục. Nhưng vì chị em, Tùng sẵn sàng hy thân bản thân mình để giúp chị em giảm mỡ. Nên mọi người phải thương Tùng, phải tập theo nhá. Ok. Một. Bắt đầu. Bật chân ra sau, chống đẩy, bật chân lên. Ném bóng rổ, tiếp nào. Yes. Cố lên các bạn ơi. Yes, đây là truyền hình trực tiếp những bài tập. Nên chắc chắn trong lúc tập chúng ta có thể không cần sức nữa. Nhưng chúng ta vẫn tiếp tục duy trì. Chúng ta tập đến hơi thở cuối cùng. Những giọt mồ hôi rơi ra đầm đìa. Đấy là nguyên nhân chúng ta trở thành 3P. Khoái. Đẹp. Nhiều nước. Tiếp đi. Ok. Một, bắt đầu lên. Yeah. Lôi. Lên. Rồi chúng ta chạy. Lôi. Các bạn thấy chưa? Lên. Wow. Lôi. Lên. Lôi. Tiếp đi. Không. Lên. Lôi. Không bỏ cuộc. 15 giây nữa. Lôi.
nhưng mà chúng ta không bỏ cuộc được, phải tiến về phía trước. Xoay người lại nhảy lên. Ok. Một, bắt đầu. Chúng ta đẩy mông dàn sau, chúng ta bật lên. Đúng rồi, 30 giây. Mọi người cứ làm tiếp đi nhá, Tùng sẽ làm các bạn nhìn thấy đây. Đẩy mông dàn sau. Thấy không ạ? Bật lên. Rất mỏi đùi, nhưng mỏi như vậy mới hiệu quả. Bật cao lên. Chạm nóc nhà luôn. Tung nóc nhà luôn. Bước vào hơi sòn. Lên nóc nhà là bắt con gà. Lên nóc nhà, anh em ta chung một nhà. Ê! Một, bắt đầu. Rồi, chúng ta plank, chúng ta Snyder, chúng ta trở thành người nhện. Chúng ta bắn tơ nhện. Đúng không? Đó. Chúng ta ăn liên sườn, chúng ta ăn bụng dưới của chúng ta. Tiếp nào. 10, 9 nào, 8 nào, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, hết giờ. Một, bắt đầu. Rồi, chúng ta lại tiếp tục đánh một bài nữa về cơ lưng sườn. Đó, đây là bài cuối cùng của chúng ta. Hai bài tập bụng của chúng ta. Tại sao lại bài hai bài tập bụng cuối cùng? Bởi vì lúc đó chúng ta đã mỏi những nhóm thân trên rồi. Nhịp tim của chúng ta đã cao quá rồi. Và Tùng tính được ra nhịp tim đó của các bạn. Nên chúng ta tập lại bài này để nó điều hòa lại nhịp tim xuống. Các bạn có thấy hơi thở và nhịp tim của các bạn đang được điều hòa không ạ? Đó, và bài tập bụng của Tùng, các bài tập của Tùng luôn luôn đốt nhiều calo. Ok. Rồi, chúng ta từ từ ngả về một bên, căng phần lưng sườn, phần vai của chúng ta. Và chúng ta hít sâu vào, chúng ta thử ra từ từ. 30 giây một bên nhá. Hít sâu, thở ra từ từ. Linh Bảo hít sâu, thở ra từ từ. Giống cô giáo Chi yoga tập đằng sau hay nói, nhưng mà thấy gặp phải master thành ra tự nhiên bị ngượng. Ok, về lại. Rồi, ok. Chúng ta hít sâu, thở ra từ từ. Căng lên nha. Rất là tốt, các bạn thấy việc hơi thở đang được điều hòa nhịp tim xuống rồi đúng không ạ? Nhịp tim bớt thình thịch rồi đúng không? Mọi người lưu ý là chúng ta tập xong mồ hôi đầm đìa này, chúng ta nên nghỉ từ 20 đến 30 phút. Và chúng ta hãy uống nước lại để điều hòa lại thân nhiệt. Sau đó các bạn mới lau người vào đi tắm nhé. Wow. Wow, các bạn thấy không? Đầm đìa mồ hôi. Hai bạn hãy dừng ngay lại và nhớ chuẩn bị đăng ký khóa cốt online để đồng hành với một người đầy năng lượng và tim cùng với những bài tập giảm cân dành cho những người chưng cân và khó giảm cân và béo lâu năm. Bởi sao? Nếu mà các bạn không giảm được cân trong tháng đầu tiên, Tùng sẽ hòa lại phí và chắc chắn Tùng sẽ bỏ nghề. Yeah, uy tín luôn. Một, bắt đầu. Hôm nay chúng ta tập thể loại cardio hit. Yes. Wow. Đã trên con thuyền đánh đuổi giặc mỡ. Ôi người yêu, nắng mưa không ngại, vẫn phải tập đều nhã mọi người. Những giọt mồ hôi rơi đầm đìa. Ô
1 bắt đầu. Tốt rồi các bạn ơi. Yes. Nói thật là Tùng đang quay liền một lúc 5 video phục vụ cho 5 ngày. Thành ra đến thời điểm này là năng lượng của Tùng gần như bị suy kiệt. Tùng quay liên tục, nhưng vì chị em, Tùng sẵn sàng hy thân bản thân mình để giúp chị em giảm mỡ, nên mọi người phải thương Tùng, phải tập theo nhá. Ok. Một, bắt đầu. Bật chân ra làm sao, chống đẩy, bật chân lên, ném bóng rổ, hộ tiếp nào. Yes. Cố lên các bạn ơi. Yes, đây là truyền hình trực tiếp nhưng bài tập, nên chắc chắn trong lúc tập chúng ta có thể không còn sức nữa, nhưng chúng ta vẫn tiếp tục duy trì. Chúng ta tập đến hơi thở cuối cùng, những giọt mồ hôi rơi ra đầm đìa, đấy là nguyên nhân chúng ta trở thành 3P khói đẹp nhiều nước. Tiếp đi. Ok. Một, bắt đầu lên. Yeah. Lên. Lên. Rồi chúng ta chạy. Lên. Các bạn thấy chưa? Lên. Wow. Lên. 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 Tiếp đi. Không. Lên. Lên. Không bỏ cuộc. 15 giây nữa. Lên. Lên. Lùi. Năm lên rồi. Lùi. Nhưng mà chúng ta không bỏ cuộc được, phải tiến về phía trước. Xoay người lại, nhảy lên. Ok. Một bắt đầu. Chúng ta đẩy bóng làm sao chúng ta bật lên. Đúng rồi, 30 giây. Mọi người cứ làm cứ đi nhá, tôi sẽ làm các bạn nhìn thấy đây. Đẩy bóng làm sao. Thấy không ạ? Bật lên. Rất mỏi đùi, nhưng mỏi như vậy mới hiệu quả. Bật cao lên. Chạm nóc nhà luôn. Chạm nóc nhà luôn. Úi dồi ôi xoàn. Lên nóc nhà là bắt con gà. Lên nóc nhà. Anh em ta chung một nhà. Một, bắt đầu. Rồi, chúng ta plank, chúng ta slider, chúng ta trở thành người nhẹ. Chúng ta bắn tay nhẹ. Đúng không? Đó, chúng ta ăn liên sườn, chúng ta ăn bụng dưới của chúng ta. Tiếp theo, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, tiếp tục đánh một bài nữa về cơ lưng sườn. Đó, đây là bài cuối cùng của chúng ta, hai bài tập bụng của chúng ta. Tại sao lại bài hai bài tập bụng cuối cùng? Bởi vì lúc đó chúng ta đang mỏi những nhóm thân trên rồi, nhịp tim của chúng ta đã cao quá rồi và Tùng tính được ra nhịp tim đó của các bạn, nên chúng ta tập lại bài này để nó điều hòa lại nhịp tim xuống. Các bạn có thấy hơi thở và nhịp tim của các bạn đang được điều hòa không ạ? Đó, và bài tập bụng của Tùng, các bài tập của Tùng luôn luôn tốt nhiều ga lo. Ok. Rồi chúng ta từ từ ngả về một bên, căng phần lưng sườn, phần vai của chúng ta. Và chúng ta hít sâu và chúng ta thử ra từ từ. 30 giây một bên nhá.
hít sâu, thở ra từ từ. Linh Bảo hít sâu, thở ra từ từ. Giống cô giáo Chi yoga tập lần sau hay nói, nhưng mà thấy gặp phải master thành ra tự nhiên bị nhượng. Ok, về lại. Rồi, ok. Chúng ta hít sâu, thở ra từ từ. Căng lên nha. Rất là tốt, các bạn thấy hơi thở đang được điều hòa, nhịp tim xuống rồi đúng không ạ? Nhịp tim bớt thình thịch rồi đúng không? Mọi người lưu ý là chúng ta tập xong mồ hôi đầm đìa này, chúng ta nên nghỉ từ 20 đến 30 phút và chúng ta hãy uống nước lại để điều hòa lại thân nhiệt, sau đó các bạn mới lau người và đi tắm nhé. Wow. Wow, các bạn thấy không? Đầm đìa mồ hôi. Các bạn hãy dừng ngay lại và nhớ chuẩn bị đăng ký khóa quốc online để đồng hành với một người đầy năng lượng và tim cùng với những bài tập giảm cân dành cho những người trung cân và khó giảm cân và béo lâu năm. Bởi làm sao nếu mà các bạn không giảm được cân trong tháng đầu tiên, Tùng sẽ hoàn lại phí và chắc chắn Tùng sẽ bỏ nghề. Yeah, uy tín luôn. Một, bắt đầu. Hôm nay chúng ta tập thể loại cardio hit. Yes. Wow. Đã trên con thuyền đánh đuổi giặc mỡ. Ôi người yêu, nắng mưa không ngại, vẫn phải tập đều nhã mọi người. Những giọt mồ hôi rơi đầm đìa. Một, bắt đầu. Tốt rồi các bạn ơi. Yes. Nói thật là Tùng đang quay liền một lúc 5 video, phục vụ cho 5 ngày. Thành ra đến thời điểm này là năng lượng của Tùng gần như bị suy kiệt. Tùng quay liên tục, nhưng vì chị em, Tùng sẵn sàng hy thân bản thân mình để giúp chị em giảm mỡ, nên mọi người phải thương Tùng, phải tập theo nhá. Ok. Một, bắt đầu. Bật chân đằng sau, chống đẩy, bật chân lên, ném bóng rổ, tiếp vào. Yes. Cố lên các bạn ơi. Yes. Đây là truyền hình trực tiếp những bài tập, nên chắc chắn trong lúc tập chúng ta có thể không còn sức nữa, nhưng chúng ta vẫn tiếp tục duy trì. Chúng ta tập đến hơi thở cuối cùng, những giọt mồ hôi rơi ra đầm đìa. Đấy là nguyên nhân chúng ta trở thành 3P khỏe, đẹp, nhiều nước. Tiếp đi. Ok. Một, bắt đầu lên. Yeah. Lên. Lên. Rồi, chúng ta chạy. Lên. Các bạn thấy chưa? Lên. Wow. Lên. 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 Tiếp lên. Không. Lên. Lên. Không bỏ cuộc. 15 giây nữa. Lên. Lên. Lùi. Nâng lên nữa. Lên. Lùi. Nhưng mà chúng ta không bỏ cuộc được, phải tiến về phía trước. Tay về lại, nhảy lên. À. Ok. Một, bắt đầu. Chúng ta đẩy mông ra đằng sau, chúng ta bật lên. Đúng rồi, 30 giây. Mọi người cứ làm tiếp đi nhá, Tùng sẽ làm các bạn nhìn thấy đây. Đẩy mông ra đằng sau. Thấy không ạ?
bật lên, rất mỏi đùi nhưng mỏi như vậy mới hiệu quả. Bật cao lên, chạm nóc nhà luôn, tung nóc nhà luôn, bước ra hơi sàn, lên nóc nhà là bắt con gà, lên nóc nhà anh em ta chung một nhà. Một, bắt đầu. Rồi, chúng ta plank, chúng ta snider, chúng ta trở thành người nhện. Chúng ta bắn tơ nhện. Đúng không? Đó, chúng ta ăn liên sườn, chúng ta ăn bụng dưới của chúng ta. Tiếp theo, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, hết giờ. Một, bắt đầu. Rồi, chúng ta lại tiếp tục đánh một bài nữa về cơ lưng sườn. Đó, đây là bài cuối cùng của chúng ta. Hai bài tập bụng của chúng ta. Tại sao lại bài hai bài tập bụng cuối cùng? Bởi vì lúc đó chúng ta đã mỏi những nhóm thân trên rồi. Nhịp tim của chúng ta đã cao quá rồi và tùng tính được ra nhịp tim đó của các bạn, nên chúng ta tập lại bài này để nó điều hòa lại nhịp tim xuống. Các bạn có thấy hơi thở và nhịp tim của các bạn đã được điều hòa không ạ? Đó. Và bài tập bụng của Tùng, các bài tập của Tùng luôn luôn đốt nhiều calo. Ok. Rồi, chúng ta từ từ ngả về một bên, căng phần lưng sườn, phần vai của chúng ta. Và chúng ta hít sâu và chúng ta thử ra từ từ. 30 giây một bên nhá. Hít sâu, thở ra từ từ. Linh Bảo hít sâu, thở ra từ từ. Giống cô giáo Chi yoga tập đằng sau hay nói, nhưng mà thấy gặp phải master thành ra tự nhiên bị ngượng. Ok. Về lại. Rồi, ok. Chúng ta hít sâu, thở ra từ từ. Căng lên nha. Rất là tốt, các bạn thấy hơi thở đang được điều hòa, nhịp tim xuống rồi đúng không ạ? Nhịp tim bớt thình thịch rồi đúng không? Mọi người lưu ý là chúng ta tập xong mồ hôi đầm đìa này, chúng ta nên nghỉ từ 20 đến 30 phút. Và chúng ta hãy uống nước lại để điều hòa lại thân nhiệt. Sau đó các bạn mới lau người và đi tắm nhé. Wow. Wow. Và chúng ta đã kết thúc bài tập. Ladies and gentlemen, chúc mừng tất cả các quý khách đã lên chuyến tàu của Tùng, chuyến tàu 3T. Đàn ông thích phụ nữ. Lại đây, lại đây. Dừng đà rồi, quay trở lại nhé. Wow, chúng ta đã kết thúc chuyến tàu giảm cân của Tùng rồi. Hãy tiếp tục like và subscribe, comment và đồng thời comment các cái khóa học cho online Tùng đăng ký ngay. Vì nếu mà mình không đăng ký luôn, mình sẽ để mất đi một cơ hội cực kỳ lớn làm thay đổi bản thân của các bạn. Like, subscribe và rung chuông vào và comment mục tiêu. Tùng và đồng team này sẽ đồng hành với các bạn này. Và hứa với các bạn, giảm cân chỉ còn cái nịt thôi.